Quân hùng hổ thấy ghê không? Xin chào cả nhà nha. Trọng Cần chào cả nhà, Trọng Cần ơi. Hello cả nhà nha. Vất vả các bạn ơi, trời mưa. Mưa từ sáng tới giờ luôn, còn ông kia cũng núp lùm kìa. Chạch cái bộ mặt con coi. Các bạn nha. Này mà đi kiếm chỗ khác. Các bạn ơi, anh Như vơ. Trước khi đi anh hai phải bị vơ lá vậy. Mặt rồi. Nhìn cả dòng hai chân. Rồi, cái bên cái thằng này của đợi thằng kia, đợi thằng nọ. Đợi giết rồi thúi luôn. Thúi luôn. Rồi bên cái nè, cái thằng đó. Nhớ lại đây mà. Gì? Gì? À, bữa nay không Ủa vậy hả? Vậy lộn bờ nữa hả? Ở đâu? Bờ nó như bờ nấy, hết biết đường mò luôn rồi. Mất rồi. Chào đón anh em đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Bình Trần nha. Lời nói đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Anh em này mời cả nhà mình đi theo. Chừng anh em mình đi thăm bãi gắn. Đây, bãi nằm ở đây nó lồi lên là phải không ta? Cui, không phải nghe cái bao không. Cui chứ. Đi tới cái phải lộn bờ không? Rồi, coi như lạc mắt một cái mà ngay hồi mình kiếm sao. Mình đi quá câu kìa. Không, cái cầu này đúng rồi nè. Ok, ok, cái cầu này. Đó. Này hả? Ừ. Ủa, đúng rồi. Bên đây có ngựa công như vậy chứ. Rồi, để tới cái bãi đầu tiên mình sẽ quay cho bạn xem nha. Đang định hình hướng lên mới được. Vô giường khó đặt các bạn ơi. Cái đầu tiên của Hai Quyên nha bạn. À, Hai Quyên, anh Gúc rồi bạn ơi. Anh Gúc khu vực này đi. Cái gì? Dính gì không? Trời ơi, đau lòng quá đi. Gì vậy? Vậy hả? Ừ, cái đầu tiên. Cái đầu tiên con hành lòng thòng rút đi hay bi ơi. Sao to này mà nó rớt á? To vậy mà. Mới lắm á. Mới đầu cục cứt, mới chết hả? Mới chết. Ui, cứt thúi không hay quy ơi. Này thúi quắc hay quy ơi. Thử thử coi thơm mà thúi. Cứt thì khô bạn ơi, chắc ngày lâu. Đây các bạn. Mình cũng có đặt cái cho người chú đó các bạn. Đi thẳng năm. Rồi ok, ok. Cái này mình không có chăm thêm bằng trong vườn góc này khó chạy quá. Mà dịp mà hay quy chúng con hay quy hay quá ta. Tới nữa sẽ tới ra trong bụi chuối á. Mình đặt là bụi chuối huyền thoại thôi. Đó, ờ đúng rồi. Giỡn rồi. Có cái có không? Không phải dầu đắt nữa. Trời ơi, nãy giờ lạc hoài sao không kiếm gặp bụi chuối này không có nữa là thôi phọc rồi đó. Đó. Ok, nhưng không nếu không có đây thì coi như cái này mất các bạn, cái này chuyến rồi mình không có rút. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi ok. Mất cái này. Anh chịch nữa không? Hai cái, một cái kẹt đầu, một cái thúi ịnh đen 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 đen. Mình đặt vô. Ok, mình đặt hết vỏ bẫy của mình nha, hôm nay nha. Đấy, mình thăm cái đầu tiên của mình là chết nha bạn. Rồi thêm, không mình đem thêm mớ bẫy nữa nè, châm vô. Cái nào mà không dính thì không rút, mình đặt vô. Lấy cái đây. Rồi, đây là cái thứ ba bạn ơi. Cái nãy nó mới khui đó là con rắn chết da trống các bạn, chứ không phải là con chuột chết không. Chẳng cái giò em đó. Chẳng cái giò em luôn, ngồi xuống. Rồi cái dấu bao này là hiểu rồi, mất luôn rồi. Cái này anh cố tình đặt lại mà. Con cái duy nhất chỗ này thôi. Lúa còn đổ trong lum nha hả? Cũng còn chồm luôn hả? Nhổ trên về cũng lúa làm kỷ niệm. Trời trời đây cũng mất bẫy nữa trời. Đây ái này được không? Thấy chó tha chứ. Chó tha. Chó tha chứ. Ai đây? Ai đây mà lấy? Lấy lộn ai chó nào mà tha. Buồn thì chứ. Cái này trống lỏng gì mà. Ủa sao lúa nó dồn dữ vậy ta? Trống lỏng gì mà không mất. Chắc chuột nó cho anh mình quá. Trong nó lù xù kìa. Lù xù là cái bụ. Không dính mà không thấy chuột. Ngộ được đó. Chuột mất tiêu luôn, không thấy xác chuột luôn. Là... cái miệng hổm hờ gì vậy? Thì hơi hở thiệt. Đang tính nói là hổm miệng không sao mà hở dữ vậy cả. Chả biết sao đâu bạn ơi. Cứ bỏ chuột đặt lại đi. Đi. Cái đầu tiên của Trọng Cần TV. Trời, rút nó nặng nặng vậy ta. Chuột chà bá luôn, trắng phiếu luôn. Nãy về thăm hình như 5 cái gì á Cần ha. 5 6 cái mà chưa giết một con nữa chứ. Cái này cũng thấy mất dấu luôn vậy ta. Đặt ở đâu vậy trời?
Đây thấy rồi bà ơi, thấy cái bẫy này. Có dính gì không? Rồi. Hình như là có hiện tượng gắn nó lòi đầu chết rồi bồ ơi. Ừ, xác gắn ngoài này nè. Cái da gắn nè. Đâu có. Gắn trong lọp á. Cái lọp lòi con ngoài ăn khúc, nó chết khúc, còn khúc ở trong. Tình trạng này là hai cái rồi bạn. Cái thứ hai và cái thứ này nè. Gắn này gắn gì á, nhỏ nhỏ. Chết luôn. Chết quèo. Còn là cái miếng da nhút xíu. Thăm đi, đây là cái cuối cùng rồi đó. Nãy giờ hai gắn chết. Tay sẽ phun thủy quái quá. Trời. Khui. Ôi, có hiện tượng quá. Hiện tượng gì? Cứt đáy gì không? Cứt đáy á, kêu á. Gì hả? Gì ngon vậy? Ôi, cứt luôn này. Ở đây coi, đây coi. Đúng không? Thiệt không à, mày đừng cho anh ta nghe mày. Nặng lắm. Nặng không? Nặng khủng. Thiệt không? Ui, cái này ngất luôn. Nhất luôn hả? Ui, mình thấy rồi. Ui, khủng lắm. Mình thấy rồi. Cứt đĩa nè đang lên cái đầu này nè, thấy chưa bạn? Con này là con thứ ba nha bạn, nhưng mà tại mình ăn không được, hai con kia không được, cứt nẻ nè. Cái đầu nó mới thụt vô chà bá luôn bạn ơi. Rồi, ngồi xuống đây nè, bắt ra. Mày đi ngoài lấy cái vỏ gì mày. Nè, phải cứt nè bạn. Đầu kia cứt nhóc luôn. Tính cần nó cho mình không? Ăn rồi cũng ngon. Thì em bắt đi, mở cho nó có. Mở cho anh em ta có. Sướng anh em ơi. Có hang khủng mở ngón tay mở gì má hang khủng ngón hang khủng ngón không dính thôi dính hàng khủng nè ấy hàng khủng là con gắn này cũng cỡ không biết nhức nổi không trời cái đầu bự mà mình đóng nhôm em lấy cái cây chim được không cái miếng thúi động trời luôn ui sụp nhức lòn cái mất tiêu giờ gờ cái cây nhức tôi được xuống sáu sáu năm gắm được á không chắc không tới 600 nữa. Được không? Cái đầu lừ luôn rồi bạn. Nó xiết mình nè. Nhịp chụp. Bởi vì có túi lưới mới tinh luôn nha. Túi lưới là túi lưới ghim luôn nha. Còn mới tinh luôn. Phá chín. Ồ, vô em. Ngon lành cạnh tranh. Ngon. Ok, từng con đầu tiên. Này kết thúc một luồng rồi đó nha bạn. Hồi nãy giờ là 7-8 cái vậy nè. Mới dính từng con nè. Ok, còn cần cái khu vực này nó còn cái. Đặt 3 cái nó còn cái nè bạn ơi. Nãy chuột cái đầu tiên của cần cũng bị chuột ói bạn. Sống mất. Tới cái luồng tiếp theo, luồng này mình có 4 cái bạn. Ây dạ. Có phải không? Trăm chút. Hàng khủng. Gì? Hàng khủng. Có không? Ui, hàng nhật luôn á. Thiệt không? Ui, nặng lắm. Nặng không? Ui, ngon thành. Trời ơi, có cân nữa. Kính. Cân là 12 kg hả? Cân với kg nó khác nhau cân. Quá đã. Trời ơi, cục cất trên này trời. Cục cất mà bạn nó ỉa cất đen ha. Mà đông chỗ còn gì thì ngon lành cạnh tranh. Đúng rồi. Quá ngon. Cái đầu tiên có luồng mới rồi. Ôi trời. Em lấy túi lưới rồi lấy dây đi đâu đi. Cái này nó đã để chụp hình cái tay. Hôm nay mới đã ăn không? Nhất siêu chứ không? Trời ơi, con cua nổi á. Cái này phải được bao tầm 800 gram nha. Trời ơi, con còn sao hết trời. 98 hả? Hà biết rồi, cầm cái biết liền. Chí. Còn cái đầu tiêu rồi. Cái đầu nó thì lư nè. Lư luôn. Ok, bắt ra. Cái chim hôm đâu? Chim. Trời ơi, thầy chim nhẹ nhàng cái chút, lúa ra đẩy mình lúa xuống dưới một chút. Ừ, rồi thầy chim nhẹ nhàng cái, nó khó nó chạy ra. Bắt cho nó đơn giản không? Rồi đi lại cho đi. Rồi mở cái lưới nè. Mở cái lưới. Trời ơi. Sướng con này. Sướng đâu? Con biết sướng đó trời. Hai con nhất rồi. Đã. Thuốc sát sát xuống dưới buộc cho nó gọn coi. Con nào dính thôi. Dính nhất thì khoái. Dính thôi thì nó đã không? Bốn khu này có 4 cái các bạn, rồi đi khu khác có 6 cái nữa, vậy là 7 mình còn khoảng chục cái nó là hết luôn. 4 cái hả? 4 cái với khu kia 6 cái nữa. Đó. Ok. Ủa, mình cái này nè. Đã. Có tiền rồi giờ ơi. Không có đặt, không có đặt. Không có đặt. Còn có dấu bao không mà no có. Mất cái này bạn ơi. Mất tiêu. Đây cũng có bọn ác nữa.
đặt ở đây là mình lấy một trụ lên lấy ra dừa nó rút bỏ lại mất luôn cái vậy. Bỏ tay đang có hứng tự nhiên tụt cái gột. Nếu mà người ta cắt cỏ người ta lấy bẫy mình là mình tức lắm mà, nhưng mà không tức bằng chó ra tức nữa, nhưng mà cũng không có tức bằng. Tức sợ là tức là nên cố tình đi guồng bẫy với nó, tức cao độ đó. Tức nó cũng chia ra nhiều cấp độ đúng không? Tiếp tục màn mất cảnh mất. Mày chừa cho mình cái bao và già hột lúa. Kính kính dữ lắm à, đây tôi Phương thấy không lỏng gì mà không mất, mà nãy chặt cứng mà mất. Chắn chắn tươi vậy mà tưởng mình tưởng cứt nó ẻ từ trong này nó phẹt ra tới đó là dữ lắm. Cũng có hiện tượng lúa nó dồn hơi hơi lên đầu nè bạn. Mà không biết có không? Chưa thấy mà nó đại hả à, mày? Làm giật mình mày. Chưa biết nữa, nhẹ tay à, hơi hơi vậy ta. Không nặng không nhẹ vậy ta. Gác cho một lọt. Ủa cái này sao mình đâu có đặt kiểu này ta? Đặt kiểu gì ngộ vậy cả. Chứ không có dính mà ơi. Ở nhớ mà đặt mấy mương mà ta. Hai con trượt luôn. Vậy là lời rồi, còn muốn gì nữa? Ngon. Thấy xui nhiều, đành tích chữ nhiều. Mất một lọt. Việc mất một lọt thấy mất hứng này. Hình như bóng có cứt này. Có cứt nè. Thấy không? Cái đầu tiên qua cái đùn mới đó bạn ơi. Con này chắc không được bự rồi bạn ơi. Con này nhỏ à. Con này nhì không tới, chắc không tới nhiều quá. Thấy nặng nặng mà chắc sình bùng được không nhiều. Hành. Cứt cái nè, một nùi luôn nè bạn. Bắt đây luôn đi. Lấy cái vỏ cái giùm anh đi, chạy bên kia lấy cái vỏ giùm anh đi. Trời ơi, cột mối dao nó mới ghê chứ. Sao cái này làm hai em thôi ha. Sao cái này làm hai em thôi. Sao cả hả? Đây khu này khu má, khu cuối cùng nè. Ồ, em đang cũng nhỏ nhỏ. Tâm được. Rồi, bắt cái dùm này. Hai con này đủ tiền. Hai con này đủ tiền rồi vợ ơi. Đủ rồi, cái tiền anh em ơi. Đủ tiền nữa. Hai con này đủ tiền anh em ơi. Đủ, thấy chưa? Bắt thì kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Kinh đồ đó là thường thừa chứ. Thường thừa, con này yếu yếu 3 mà ngay, không tới 3 đâu. Con này có 200g. Hai con này đủ tiền thu này. Đúng rồi, hai con nó đủ tiền rồi. Tiền đi, chỉ như này đủ rồi đúng không? Thay đang còn có mấy chất lượng còn hơn con nhỏ một số lượng nhiều làm gì? À, đúng rồi. Bắt mỏi tay được chứ đâu? Không được không gì đâu. Thà ông chơi thằng chơi là chỗ sướng. Các bạn này coi như là. Đã. Bắt nó thằng như này các bạn này. Bỏ công bắt nhỏ bắt mất công người ta cười. Ừ. Thôi mình bỏ chuột đặt lại bạn ơi. Tranh thủ hốt thêm con giống trọng bù lỗ như nó bẫy mất các bạn. Trời mất nữa trời á. Cho cái bờ này. Mất đây cái nè bạn ơi. Đặt chỗ này là mất. Chỗ này hợp với con ngựa nha bạn. Dính bẫy tặc. Chà, bữa nay mất hơi bị bỏ mà nghe. Mất liên hoàn cước luôn nha, mất bền vững luôn nha. Mất hả? Ừ. Ai cả hả? Dạ. Trời ơi là trời, mất nữa là xiền luôn rồi. Ai mà lấy mình trời. Thiệt là tình luôn trời. Chưa khui biết mất rồi. Trời ơi. Bữa nay dính gắn chắc không đủ tiền bán quán bẫy rồi bạn ơi. Mua bẫy làm rồi. Ai lấy mình người ta. Tham lam quá trời vậy trời. Quá trời. Trắng trắng ở ngoài giống như cái bẫy quá vậy.
Dưới mấy mương á, dưới mấy mương á. Mất 4 cây kiềm, không còn trồng trọng rồi. Dòng ở đây, dòng ở đây. Thấy chưa? Dím con cũng khủng coi. Mất nữa hả? Cái gì? Bước tới chút xíu coi. Trời, mất cái 5 cái kiện luôn. Bó tay. Đâu? Đó, cái này là cái nỗi đau nha bạn. Giang hồ hiểm ác thiệt chứ. Quần, này quần nát hết trơn. Thì hơi thì đặt cho cái anh trai anh chạch á. Cái cầu qua luôn á. Giang hồ hiểm ác, mất mát khó lường. Khu này mất 4 cái kiện, 5 cái thứ 5 chứ hả? Mất 5 cái kiện luôn. Cần thì mất 2 cái. Mất 5 cái, mất 2 cái các bạn ạ. Các bạn bị mất xác suất mất 50-50. Ừ. Mới đây 2 nắm cái đó. Còn mình thì mình có cái đầu tiên dính nè, mất hơi 5 cái kiện, còn cái cuối cùng nó là hết rồi. Cái rút cái dép ơi. Bắt cầu sẵn cho mình nè, mình đi sướng. Còn cái bên kia nữa chứ. Thì còn cái nữa hả? Ok. Gãy không ta? Ông nó bắt cầu đi lượn. Đi bắt cầu đi qua đây lấy luôn nè. Ngon lành cạnh tranh. Không để đứng đây nhìn thấy cái bẫy mày ló trắng trắng ra ta. Rồi, ok, mình còn cái nè bạn ơi, đi đắng. Cái này chiến rồi dính con thôi bạn. Chính con mà không bự, nhỏ nhỏ à. Mà cái dấu còn nguyên, chưa có thấy dấu quần các bạn. Cái gì? Mất luôn hả? Chịu. Trời, người ta không nghĩ là lấy cái bẫy sẽ đi. Đó. Rồi đúng rồi. Người ta không nghĩ là lấy cái bẫy sẽ chịu quả báo như thế nào thôi trời. Mất lẽ công bằng á. Một đường này, dầu mới, dầu mới. Đúng rồi, dầu cũ. Một đường này luôn á. Ruồn dưới kìa. Cái đường này mà công công quẹo quẹo nè. Dầu mới này, nó cục cục kia nó còn lung nè. Dầu bò đi bố. Bó tay. Hay là cái... Thôi, thầy không nói nữa. Rồi, kết thúc bây giờ luôn cần ơi. Các bạn mà mất kiểu này không muốn kết thúc luôn á. Cười cái cây mất thì không ai há đâu mà. Ai lấy tội gắn chịu, mình tuyên bố như vậy. Chứ ai lại mất tôi gắn chịu. Tội gắn chịu chứ mình con, thấy trời hơi buồn chút thôi. Bảy thì cái như đúng là như chứ không phải là ít. Không phải là ít. Đó. Lại đi mất mắng tôi thôi. Ờ đúng rồi, sợ là sợ người ta tội thôi. Chứ mình hơi buồn một giây lát rồi mình sẽ đâu giờ đó hết trơn à. Bảy mình thiếu gì. Có một anh em đồng nghiệp mới hồi sáng chở ra nhà mình 40 cái bẫy và hứa là sẽ chở thêm nữa, lý do là bỏ cuộc chơi bằng bỏ nghề bẫy gắn này nè. Ủa anh nhiều, anh đang trong ngoài cái anh chở là mình hết 40 rồi bạn à. Ừ ghê ghê luôn, bẻ chất lượng tấm vuông nè Hoàng à, mà chất lượng luôn, đồng nghiệp này anh quen. Ok đi Hoàng, tạm biệt các bạn nha, lấy bột gắn ra khè anh em cái coi. Đó cũng có tiền chứ bộ chơi đâu vô. Rồi ở đây là Long Đức nè bạn ơi. Đây khu cái gì? Khu tái định cư. Tái định cư các bạn ơi. Tái định cư Long Đức. Anh em nào ở lại đây thì mình đặt ở đây là 4 năm rồi các bạn, hoặc chưa hề mất mát. Bữa nay mới mất mát các bạn. Bữa nay lần đầu tiên mất mát mà dấu này mới tin luôn. Thì cách đây khoảng cỡ 15 phút trước á thì mình có trò chuyện với ông chú nói mày đừng có đặt ở đây mất dữ lắm mất. Chú đó nói với mình gì đó mà anh quẩy một cái vỏ đặt chuột cống phải không? Đặt chuột cống. Cái mình hỏi đây đặt có ai, sao chú biết người ta mất? Cái nói trời ơi người ta đặt nhiều lắm mà người ta than dữ lắm mà mình đặt đây 4 năm mà không có thấy mất các bạn. Ok. Tạm biệt các bạn luôn nha. Okay. Bye bye. Bye bye. Lời cảnh báo mà mình không sợ. Bye bye.